viên người Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định còn được tô điểm thêm với một cú đúp bàn thắng. Cầu thủ đang bị đau đó. Osman Hay tiếp tục là một pha tranh chấp tốt của Trọng Hoàng. Osman Đô. Và ngay đầu đấu thứ hai này thì ông Siafri đã buộc phải đưa Egi Maulana vào sân để tăng cường cho sức mạnh tấn công, và đặc biệt đó là những pha bóng về chân của Ivan Dimas. Giuliani. Trọng tài anh Champagne đã có phạt đối với Tiến Linh. Một lối đá pressing đến từ cầu thủ cả hai đội. Vậy đó là tình huống phạm lỗi. Trọng Hoàng phải xác định là không có lỗi của Osman Đô. Lại với pha và bóng vừa rồi của Osman Đô. Chúng ta thấy một hình ảnh khá đáng tiếc vì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Ả Rập Saudi Al Shamrani. Cần phải nói rằng kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì trọng tài người Ả Rập Saudi đã có những quyết định có phần kém. Và đồ hay, thêm một pha can thiệp nữa của Văn Hậu, và lần này tiếng còi của trọng tài Al Shamrani đã vang lên. Sani Rizky. Trọng tài Al Shamrani đã thổi phạt đối với Trọng Hoàng. Truyền cho Sani. Ở hai bên cánh thì trong sức mạnh của Indonesia trong việc tạo ra áp lực cho khung thành của Văn Toản. Nếu như đang phải chịu hai bàn thua sẽ là thời điểm mà các cầu thủ của Indonesia buộc phải dâng cao đội hình hơn. Và ra tặng của Tân Sinh. Bóng tiền hơi nhẹ. Bóng của Pisa. Tài xác định đó là một quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Đức Chinh. Phạm lỗi là của số 7 Siarian. Gỡ hòa hai đều cho các cầu thủ Myanmar. Hai bên cánh rất khó để vượt qua được kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Trọng Hoàng ít khi lên tham gia tấn công, mà thay vào đó anh đang chơi thấp để hạn chế những pha đột phá của số 15 là Sadin Ramdani. Đấu đầu tiên của trận chung kết môn bóng đá nam đang đi về những phút cuối, và U22 Việt Nam đã tìm được sự khác biệt. Đức Chinh đang tỏ ra rất đau sau tình huống phạm lỗi của Asnawi. Chúng ta cùng xem đó là một quả đá phạt hay sẽ là một tình huống phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Nhưng với phản ứng vừa qua của số 14 người ta là Văn Hậu, chắc chắn là không thể vượt qua được số 5 của U22 Việt Nam. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng vừa qua của Đỗ Hùng Dũng, của Đức Chiến dẫn hai bàn, nhưng chúng ta thấy là một sự cẩn trọng vẫn đang được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt lên hàng đầu, và ông đang muốn các học trò của mình phải một pha xử lý rất tinh tế của Tiến Linh.
đã buộc Pizza